Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Quang Giáng Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Chư Tôn Giáo Phẩm, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Cần Giuộc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đồng bào về tham dự buổi lễ tắm Phật ngày hôm nay tại Đạo Tràng Chùa Vạ Long. Do vì thời tiết bên ngoài trời mưa, chúng con không có tổ chức được ở ngoài trời, và trong cái phạm vi không gian nhỏ hẹp này, ngưỡng mong Chư Tôn Giáo Phẩm cũng như tất cả quý Phật tử hoan hỷ cho và chúng ta dành trọn tấm lòng hướng về ngày lễ đản sanh Phật lịch 2561, dương lịch 2017, sáng hôm nay, A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2017, hòa chung trong không khí tưng bừng đón mừng Phật đản Phật lịch 2541, dương lịch 2017 trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Giờ đây tại Đạo Tràng Chùa Vạ Long cử hành đại lễ Phật đản, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được mạn phép thông qua chương trình như sau: tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự và đọc thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào giờ này, để cho buổi lễ được trang nghiêm, thanh tịnh, cũng như đem tấm lòng hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm cùng tất cả quý Phật tử, đồng bào từ bi hoan hỷ khởi thân đứng dậy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần, cầu gia bị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, năm xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng tăng đoàn của người đi đến đâu đều cũng được sự ủng hộ của các vị vua chúa Phật tử quần chúng. Hôm nay sự hiện diện của Chư Tôn Giáo Phẩm cũng được sự ủng hộ hoan hỷ của các cấp chánh quyền lãnh đạo tại xã, và cũng như sự hoan hỷ của tất cả quý Phật tử, đồng bào tại nơi đây. Chúng con xin được mạn phép thay mặt ban tổ chức cung kính giới thiệu Hòa Thượng Viện Chủ Chứng Minh Tổ Đình Thạnh Hòa. Xin cung kính giới thiệu toàn thể quý Phật tử A Di Đà Phật, và xin được trân trọng cung kính giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm có mặt chứng minh cho buổi lễ sáng ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay cung thỉnh với Ngài, để cho buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh như sáng hôm nay là sự góp mặt của tất cả quý Phật tử, đồng bào, bà con xa gần. Sự hiện diện quý giá của quý Ngài, của quý Phật tử, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả quý Phật tử về tham dự buổi lễ A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính mời Đại Đức Chủ Trì tiến đến để đọc thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Phật đản 2017 tại Đạo Tràng Chùa Vạ Long. Xin được cung kính cung thỉnh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, để cho buổi lễ được thập phần viên mãn trang nghiêm, chúng con xin mạn phép đọc thông điệp và diễn văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hà Nội, tháng 5 năm 2017, Phật lịch 2561. Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tòa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng, Ni, Cư Sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc cách đây 26 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời, đó là Thái tử Siddhartha. Sau tu hành chứng ngộ hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni Buddha. Cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập diệt là cuộc đời hết sức đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Đó là sự hoàn thiện nhân cách con người mà nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc thầy của chư thiên và loài người, là bậc đạo sư đại giác ngộ tôn quý nhất trong thế gian này. Sự thành tựu đạo quả của Ngài là sự thành công lớn của cả nhân loại. Đức Phật đã tìm ra con đường giúp chúng ta xử lý được khổ đau, biết đối diện với hoàn cảnh và chế tác được hỷ lạc trong đời sống hàng ngày, vượt thoát được hệ lụy của danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục, đồng thời tiếp xúc được với thực tài tự tính vô sinh bất diệt của hiện hữu. Phật đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích để chiêm nghiệm và hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường bát chánh đạo, con đường giới định tuệ. Mọi chúng ta phải nỗ lực làm cho đạo Phật xương minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại. Mùa Phật đản Vê Sắc thiêng liêng, Phật lịch 2561, dương lịch 2017 trở về rộn ràng trong không khí tăng ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 8 2017-2022. Sự phát triển ổn định bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tôi đặc biệt niềm tin nơi tăng già hòa hợp và mong muốn rằng kính mừng Ngài Đức Phật đản sinh, mọi tăng ni Phật tử tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần trí tuệ kỷ cương, hội nhập phát triển, góp phần làm tổ chức Giáo hội Phật giáo không ngừng lớn mạnh để Giáo hội hoàn thành sứ mệnh. Trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng của thời đại, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài mùa Phật đản an lành trong chánh pháp. Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát Đức Pháp Chủ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký và đóng dấu Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Kế tiếp con xin đọc diễn văn của Ngài Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn Phật đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong niềm cảm ứng vô biên
như đang được đón nhận hào quang tỏ ra từ kim thân của Đức Bổn Sư Đất Từ Phù. Tôi chân thành kính chúc chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thường Tòa, Ni Trượng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng các tường thành tựu viên mãn, các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh đạo pháp phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Túc, Hòa Thượng, Thường Tòa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, thưa quý liệt vị, hôm nay ngày rằm tháng tư năm Đinh Dậu 2017, Phật lịch 2561, Tăng Ni Phật tử Việt Nam cùng với những người con Phật khắp nơi trên thế giới hân hoan thành kính đón mừng kỷ niệm ngày khánh đản lần thứ 2641 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta lắng lòng tưởng nhớ đến sự kiện hy hữu đại sự nhân duyên mà Đức Phật đã ra đời, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Cũng như trong kinh Tăng Chi nói, hỡi chúng sanh, có một bậc vĩ nhân vì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và cống hiến cho tôn giáo một nền triết học và một con người, con đường sống. Phật giáo là tôn giáo của trí tuệ, tình thương yêu chúng sanh, đem lại hòa bình khắp muôn nơi. Đạo Phật là tôn giáo đạo đức sống động suốt hơn 20 thế kỷ qua và hơn bao giờ hết ngày nay vẫn đang là định hướng sống cho hàng triệu triệu người trên khắp hành tinh. Đạo Phật là triết học biện chứng pháp đưa con người đến một đời sống nhân bản hướng thượng, đó là con đường sống hài hòa giữa thân và tâm, an lạc hạnh phúc qua thực hành giới định tuệ theo con đường trung đạo. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta thành kính tri ân ngài đã vì hạnh phúc của nhân loại mà hiện ra nơi đời. Sức sống vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chính là hình ảnh tăng già, đó là đoàn thể của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này. Phật pháp trường tồn là nhờ sự hiện hữu của tăng già, nhờ vào sức mạnh của trí tuệ và giới lực. Vì vậy, vì sự trường tồn của tăng già là trách nhiệm của mỗi tỳ kheo, tỳ kheo ni từ thế hệ này đến thế hệ khác. Kính mừng ngày Đức Phật đản sanh, mọi chúng ta phải tự ý thức vai trò sứ mạng của mỗi tỳ kheo trong việc giữ gìn sự hòa hợp thanh tịnh của tăng già, đó chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày lễ Vê Sắc trọng đại này. Phật lịch lần thứ 2641, dương lịch 2017 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước, từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi biên cương xa xôi của Tổ quốc, với nghi lễ tấm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017-2022. Tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào tháng 11-2017 tại thủ đô Hà Nội. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ. Tôi mong muốn Tăng Ni Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình Phật sự của nhiệm kỳ 7. Phân tích đánh giá những bài học thành công, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế trong điều hành Phật sự nhằm xây dựng chương trình hoạt động sát thực tiễn thời đại cho các Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8 và các nhiệm kỳ tiếp theo, định hướng tầm nhìn tới năm 2030 trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng. Mời chúng ta trong ngày Phật đản của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hôm nay hãy
để tâm mình lắng đồng thanh tịnh ghi nhớ lời dạy của Ngài trong đài tập kinh. Khi Đức Phật dạy, tôn giả Xá Lợi Phất về thực hành tứ nhiếp pháp, bố thí, cầu tài như pháp, thực hành bố thí thanh tịnh, ái ngữ, dùng lời từ hòa hướng dẫn, an trú vào pháp thiện, lợi hành, nói về từ lợi là để lại ích cho mọi người và xã hội, đồng sự, khiến mọi người phát tâm tu tập thiện pháp, hướng đến nhất thiết chí, tức thành Phật. Và chúng ta cùng nhau khẳng định rằng nêu cao trí tuệ tập thể, nâng cao pháp luật hòa cộng trú, tứ nhiếp pháp để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh hòa hợp thành công của đại hội, và đó là tâm niệm của tất cả chúng ta. Trong niềm cảm ứng vô biên như đang được đón nhận hào quang tỏ ra từ kim thân của Đức Bổn Sư, Đức Từ Phụ, tôi thành kính chúc chư tôn hòa thượng, thường tòa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, quý vị cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng các tường thành tựu viên mãn Phật sự lợi đạo ích đời. Trong tinh thần xương minh đạo pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này để cho ban tổ chức chúng con được thập phần viên mãn, cho hàng Phật tử được trọn phần công đức, chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Thạnh Hòa Từ Bi thương xót chúng con có đôi lời ban bố cho buổi lễ khánh đản năm nay tại đạo tràng chùa Hòa Long. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hòa Long Đường Thượng chư vị tiền bối khai sơn tạo tự Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức và đại đức trụ trì, kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay, trước hết là xin có lời chúc mừng chùa Hòa Long, chư vị chúng ở nơi đây tăng cũng như tục và đã cùng nhau tụ họp về ở đây để cùng thắp tâm hương tưởng niệm Ngài Vê Sắc, và còn đồng thời để tìm hiểu về ý nghĩa của Ngài Vê Sắc này một cách nghiêm túc, mà cũng như lời khuyến dạy của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà qua Đại Đức Trụ Trì vừa tuyên đọc. Hy vọng rằng với tất cả cái tinh thần này thì chư Phật tử càng cố gắng hơn để tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật, hành trang của Đức Phật khi còn sanh tiền đã làm gì, sống như thế nào, để nó trở thành một cái gương sáng cho đời sống hiện tại của chúng ta. Vì đây mới là thực hiện theo cái hạnh nguyện, cái hành trình của Đức Phật thì đây mới là một cái điều cần thiết và quan trọng. Chúng ta hiểu nhiều kinh kệ quá mà không có thực hiện thì nó cũng không có là gì. Nhưng mà hiểu tới đâu mình thực hiện tới đó, mình biết tới đâu mình làm tới đó, thì đây mới là một cái công việc, một cái bản hạnh mà người Phật tử nói riêng hay là toàn thể Phật giáo đồ trong tăng ni nói chung, thì đây mới là cái điều cần thiết, vì nó mới đưa chúng ta đến là giải thoát. Vì chúng ta làm theo những cái lời Phật dạy, những đức hạnh của Đức Phật dạy. Nói Vi Sắc là nói về ba thứ, tức là Phật ra đời,
xuất gia thành đạo và cuối cùng là nhập Niết Bàn. Mà trong những cái thời điểm quan trọng này á, thì là chúng ta tưởng niệm là tại vì trong những cái công hạnh rất là cao thượng và đem lại cái lợi ích cho mọi người để cùng suy nghĩ là Đức Phật sinh ra, nếu mình nói theo xã hội hôm nay, khi đứa bé ra đời không có gì quan trọng. Có quan trọng là trong cái gia đình đó có thêm một thành viên tiếp nối. Nhưng mà cái sự ra đời của Đức Phật, nếu mà chúng ta đọc lại lịch sử và chịu khó dùng trí tuệ để suy nghĩ, thì chúng ta thấy là cũng là một cái Bồ Tát hạnh. Rồi cái xuất gia cũng Bồ Tát hạnh. Rồi tới cái cách để mà thành Phật, tu như thế nào đó để rồi thành Phật. Rồi trong cái giờ phút trước khi thành Phật một ít đó, thì chúng ta cũng thấy là lắm chuyện mà chúng ta phải học. Cái này phải học cho thuộc lòng luôn á, để rồi ứng dụng mới có kết quả. Và cái giờ phút cuối là khi nhập Niết Bàn, chúng ta nôm na là chết đó. Thì trước cái giờ chết, Phật cũng dốc hết cái tâm trí của mình, tức là cái trí huệ tuyệt vời của mình để truyền lại cho chúng đệ tử học hỏi. Và trong cái xã hội này, tất cả những cái vị nhân, tất cả những cái thánh nhân mà chúng ta thấy mà đọc được qua các cái lịch sử văn hóa chẳng hạn, thì không có vị nhân nào nó giống như vị nhân Thích Ca Mâu Ni của chúng ta hết á. Là vì trước khi mà mất á, trước khi mà chết á, thì Đức Phật tập trung tất cả những cái giáo đồ lúc bây giờ nói một cái câu á, mà tất cả chư tăng ni á, ai cũng thuộc á, ai cũng nhớ hết á, là các đệ tử, các chúng có còn cái điều gì cần biết, còn có cái điều gì thắc mắc trong tâm thì cứ bạch lên để rồi Thế Tôn sẽ giải quyết cho. Thì quý vị thấy rằng trước giờ lâm chung, mình nói theo kiểu thế gian mình đi, trước giờ lâm chung, trước giờ chết, thì là có mấy ai làm được điều này. Còn cái gì thắc mắc, còn cái gì chưa rõ thì cứ hỏi rồi phải trả lời cho, giải quyết cho tất cả những cái thắc mắc, những cái nghi vấn. Đây là một cái đặc sắc. Rồi còn lưu lại thì cái chuyện là lưu lại cái thân tứ đại, thì cái chuyện này ai cũng có lưu lại à, người lưu cách này, người lưu cách khác đó, thì cái chuyện đó nó khác. Nhưng mà những cái công hạnh chúng ta thấy rằng từ khi sinh ra mà cho tới mất đi, qua 80 năm đó không có một cái ngày nào mà Đức Phật nói để ngồi lại uống trà cà phê gì hết, mà luôn luôn có những cái công hạnh, những cái công việc làm đem lại cái lợi ích cho mọi người. Khi còn trẻ chưa xuất gia ở tại hoàng cung, cũng như khi mà xuất gia ở trong rừng, thì là chư huynh đệ cùng cùng thời lúc bấy giờ mà tu á, thì cũng cùng nhau luôn luôn trao đổi những cái kinh nghiệm này kia. Tất cả đều được lợi ích. Họ không thành Phật như Đức Phật được, tại vì họ không làm được. Nhưng mà tất cả những gì đó mà Đức Phật thực hiện, mà Bồ Tát thực hiện, thì đều được trao đổi. Hay bây giờ mình dùng cái từ giao lưu, thì được giao lưu. Chúng ta thấy nó là cái điều quá là tốt đẹp. Cho nên hôm nay chúng ta tụ họp lại để mà tưởng niệm, tức là cũng để ôn lại cái lịch sử của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật từ khi sinh ra là Thái tử cho đến thành Như Lai. Đồng thời cũng là tạo cho chúng ta một cái gương sáng ngay từ tâm mình để cố gắng làm theo. Có nghĩa là chúng ta làm cái hạnh của một vị Bồ Tát, để rồi một ngày nào đó chúng ta cũng thành Phật như Đức Phật, như là lời của Đức Phật đã dạy. Ở các tôn giáo khác thì người ta về với Thượng Đế, còn Đức Phật chúng ta
sự bình đẳng tuyệt vời của Ngài, là khuyên tất cả đệ tử nên hành theo như Ngài để rồi thành Phật như Ngài, chứ không phải để rồi làm lính cho Ngài. Xin thưa tất cả quý vị, đây là một cái điều mà Phật giáo chúng ta có mà các cái tôn giáo khác không có được. Xin chúc tất cả quý vị sớm thành tựu, sớm viên mãn hạnh Bồ Tát để rồi thành Phật như Đức Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Sinh Mục. Một lần nữa chúng con cũng như tất cả Phật tử đây có lại lần có cơ hội được nghe lời dạy giáo huấn của Hòa Thượng, rất là hữu ích cho chúng con trên bước đường tu học. Vào giờ này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn giáo phẩm từ bi quan hỷ quan lâm đến trước Phật tiền để niệm hương đảnh lễ Tam Bảo cũng như là làm lễ tấm Phật A Di Đà Phật. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì nguyện quang giáng đạo tràng chứng minh công đức thứ tam biện chân ương thị chân thi giá linh linh bất bụi liễu liễu thường mình xí hồ nhật nguyệt chí quan hoa hàm đẳng sơn xuyên chi tú lệ tức giới tức định tức huệ phi mộc phi hóa phi yên thụ lệ tay nhất vi trần tán tác phổ quân xa giới kim mã thời đệ tử chúng ai đắng cùng đối thánh tường ứng cúng ai dường nguyện Phật từ phòng ai quan chứng minh Phật sự nguyện hộ độ đệ tử chúng đẳng Bồ Đề tâm kiên cố thời thời Bồ Tát hạnh nguyện táo viên ai mắng nguyện táo thành tựu công ai đức nhẹn âu phổ hóa nhất thế hàm linh lòng chiếm lợi lạc giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật biển mãn thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi mạng chúng sanh
ba và giáo chủ điều hồng mã sư thân ca mâu ni thần. Dương chi tình thủy biển sai bạn không ba nước lời nhân thiên ma pháp ma giới hoàn tâm Mô ni tam 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 mô ni t
công đức tổ. Đồng chừng như lai bình pháp thân tỳ gia thành ni bất tần sanh ta la thọ gian bất tần. Sáng nay lên chùa dự lễ mừng ngày Phật đản tháng tư, ngày rằm thiêng liêng lịch sử, Phật về trên đỉnh chân như. Vương lắm khi đi thật xa mà con cứ ngỡ quanh nhà cảnh vô sư với hai, Phật về đẹp giữa ngàn hoa. Phật mỉm cười tươi thật vui, từ bi bát ngát hương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ngàn thế giới xinh tươi, chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất thiên nở rộ hào quang, thất chi bồ đề nhiếp hoa, bao thành soi chiếu chân gian. Sáng nay lên chùa dự lễ mừng ngày Phật đản tháng tư, lòng thành xin đành lễ nhịp màu Phật chứng huyền thư. Chân như vương lắm khi đi thật xa mà con cứ ngỡ quanh nhà cảnh vô sư với hai, Phật về đẹp giữa ngàn hoa. Phật mỉm cười tươi thật vui, từ bi bát ngát hương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ba ngàn thế giới xinh tươi, chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất thiêng nở rộ hào quang, đất thiêng nở rộ hào quang, thất chi bồ đề nhiếp hoa, bao thành soi chiếu chân gian. Phật mỉm cười tươi thật vui, từ bi bát ngát hương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ba ngàn thế giới xinh tươi, chân hồng sen vàng bày đó, chân hồng sen vàng bày đó, đất thiêng nở rộ hào quang, đất thiêng nở rộ hào quang, thất chi bồ đề nhiếp hoa, bao thành soi chiếu chân gian. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Huỳnh Phúc Hải có một cái duyên lành được về đến chùa Hòa Long. Xin gửi đến là chúc sức khỏe đến toàn thể quý đại đức, các bậc sư tôn đã hội ngộ về đây cùng ngài Phật đản, cùng ngài quý Phật tử. Và ngay bây giờ Huỳnh Phúc Hải xin gửi đến một ca khúc để dâng lên đức bổn sư ngày hôm nay, ca khúc Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang. Mời quý vị Phật tử và các chư tôn cùng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn 2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh và loài khắp nơi từ bi hy xa thánh nơi nhẹ nhàng, từ bi hy xa thánh nơi
thế giới tình làng bình an, chỉ niệm ân đức vô vàn thế tôn, Phật giáo Việt Nam trường tồn, rừng say đất nước mãi còn thơm hương. Vì anh quân giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam, Ngộ Phật Lý Thanh Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên thần, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Từ mẫn thế tôn ra đời, chúng sanh và loài khắp nơi từ bi hy ra thánh nơi nhẹ nhàng, từ bi hy ra thánh nơi nhẹ nhàng, thế giới tình làng bình an, chỉ niệm ân đức vô vàn thế tôn, Phật giáo Việt Nam trường tồn, rừng say đất nước mãi còn hương hương. Lý đai tổ đã mở đường, Thăng Long thành cố các tường vạn ngân, Trần Nhân Tông vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam, Ngộ Phật Lý Thanh Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên thần, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Lý Thái Tổ đã mở đường, Thăng Long thành cố các tường vạn ân, Trần Nhân Tông vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam, Ngộ Phật Lý Thanh Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên thần, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng Chứng Minh, hôm nay tại đạo tràng chùa Hòa Long chúng con đã được Chư Tôn Đức Từ Bi Quang Hỷ quang lâm về tiến hành lễ Phật đản lần thứ 2641 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong niềm hoan hỷ hân hoan của khắp năm châu Phật tử, hôm nay cũng có duyên lành chúng con được sự phát tâm của gia đình
bác sĩ Lê Thị Tuyết Nhung, pháp danh Đoan Ngọc, Nguyễn Vũ Minh, pháp danh Thiện Đăng, các Phật tử nhóm Phước Hành, các bác sĩ đã cống hiến cuộc đời ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình để lo cho các bệnh nhân. Hôm nay quý vị đã phát tâm đối trước Tam Bảo Chư Tôn Đức để nhằm kết duyên lành gắn liền với ngôi Tam Bảo. Nhân buổi lễ chay tăng hôm nay, chúng con xin dâng chúc tịnh tài, tịnh vật với chúc lòng thành. Kính mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng từ bi hứa khả, dọn nạp cho chúng con được trọn thành công đức. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức chứng minh, kính đại đức Tâm Hiền, kính thưa gia đình bác sĩ Nguyễn Hữu Minh cùng toàn thể chư Phật tử hiện tọa đạo tràng, cùng Phật tử Lê Thị Tuyết Nhung. Thưa quý vị, đây cũng là một cái duyên lành lớn, đầy đủ cái phần công đức mà mình nói theo tinh thần đạo. Cho nên là quý vị hôm nay mới cùng với chư Phật tử khác có mặt ở đây dưới sự tổ chức sắp xếp của Đại Đức Tâm Hiền, mà quý vị cùng gặp ngôi Tam Bảo, cùng tưởng niệm ngày Vi Sắc, tức là ngày lễ chung của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Trong các cái hạnh nguyện của Đức Phật mà Ngài thực hiện và đạt kết quả tốt đẹp nhất là đây thành tựu Bồ Đề, tức là thành Phật. Truyền dạy lại chúng ta là buộc tất cả mọi người, mình phải dùng từ như thế đi, chứ Phật không có buộc ai hết, mà Phật chỉ khuyến quá thôi. Muốn thành Phật thì điều trước hết là thực hiện cái tứ ân, và cái hai tự bản thân phải làm cái điều này, và cái xả bỏ cái dục vọng hay là tham vọng thì dẫn đầu cho cái dục vọng của con người ta đó. Thì có lẽ là bác sĩ, gia đình và toàn thể Phật tử đây đều biết là cái pháp tham, cái pháp tham của con người nó độc lắm. Mình thấy mình mà không thấy người khác cũng là một cách tham. Mình thấy cái gì đó mình ham muốn cũng là một cách tham. Mình thấy cái gì đó thích, mình muốn gom về làm của riêng của mình cũng là cách tham, vân vân. Tức là những cái, tất cả mọi cái thứ mà ở trên xã hội này, nó hữu hình hay vô hình, hữu sắc hay vô sắc, vật chất cụ thể có thể dò mó được hay là những cái chúng ta không có sờ mó được, nó thuộc về tâm. Thì tất cả cái nó mình cho nó phát triển lên thì đều là thuộc về tham. Nhưng mà con người muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo muốn viên mãn thì không thể có tham được. Cho nên nó dẫn đầu trong tất cả các cái pháp ác. Tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến, kiến thủ với kiến thủ, vân vân. Thì tất cả trong cái những cái sử này á, những cái ràng buộc này á, thì nó được là dẫn đầu. Cho nên muốn tu mà để viên mãn Bồ Tát hạnh là từ cái mới thọ giới tam quy thôi, thì cũng phải tập dần là xả cái sang tham đi. Xả sang tham về vật chất, về cụ thể, cũng như xả sang tham về tâm thức, về ý thức, phải xả cho được thì là nó mới đạt đến cái chỗ thanh lương, thanh lương địa hay là tâm thanh tịnh đó. Thì trong cái việc xả này,
chúng ta phải thực hiện cho nó đúng. Vì trong cái xả bỏ, mình cũng có thể dùng cái từ khác là bố thí, tức là đem cái mà của mình ham thích mình lại cho người khác. Thì riêng đối với những người mà cao thượng hơn mình, cao quý hơn mình, thì mình dùng cái từ là cúng dường, là dâng cho họ. Còn những người tương đương chúng ta được gọi là giúp đỡ, hỗ trợ. Và thấp hơn thì mình gọi là bố thí, tức là cho người ta. Đấy. Nó cũng là vấn đề cầm cái của mình biếu tặng cho người khác, nhưng mà tùy theo cái phẩm hạnh, phẩm cách của đối tượng nhận mà mình dùng cái từ cho nó có cái vẻ đạo đức. Đấy. Thì hôm nay mà quý vị phát tâm cúng dường trai tăng, cũng có nghĩa là quý vị đem xả cái sang tham mình, đem cái của cải của mình, nhiều ít gì đó cũng không quan trọng, nhưng mình xả một cách tốt đẹp, một cái hài hòa, một cái vui vẻ, hoan hỷ, thì cái nó tăng lên cái phần công đức. Chứ mình nói làm vì cái bổn phận phải làm, hay là bị một cái tình cảm gì đó ràng buộc cho nên phải nghe, phải làm, thì cái nó không đạt, nó không có kết quả. Hay là làm để lấy tiếng, để lấy danh với những người xung quanh, thì cái này nó cũng không kết quả. Cho nên nói là luôn luôn chúng ta sử dụng cái tâm sáng suốt, từ cái trí huệ của chúng ta đó. Tức là một sự ý thức tự nhiên mà làm sao đó để cho nó phát triển được ở trong con người mình cái phần này. Trở thành một bác sĩ là có một trí huệ, trí tuệ lớn, tức là thu nhập từ bao nhiêu người, bao nhiêu thầy cô dạy dỗ, hướng dẫn, rồi từ cái kinh nghiệm từ những người bệnh nhân, cho nên họ đem đến cho mình những cái bệnh như thế này thì phải trị như thế nào nó có kết quả, bệnh người cơ kia khác thì mình để trị các kết quả. Thì tất cả những cái này gọi là trí tuệ, tức là một cái sự hiểu biết mà từ cái gom nhóm học tập từ bên đời, bên xã hội. Còn cái phần mà trí huệ mà thầy muốn nói là cái sự ý thức tự nhiên, tự tu, tự luyện của chính mình để nó phát sinh ra cái sự hiểu biết đó, thì cái này là trí huệ. Cái sự trí huệ này không mất được. Trí tuệ thì nó có thể mất được, là vì cái học của người khác để lâu quá không xài quên thì nó có thể mất đi. Nhưng mà còn cái trí huệ thì nó không mất. Bởi vì cái trí huệ nó rộng khắp, nó nằm trong tâm thức mà tự nó phát sinh phát triển, chứ không phải là mình xin mượn từ bên ngoài để nhập vô. Thì cái trời này nó không có mất, cho nên luôn luôn nó sáng suốt và đi tới cái kết quả như ý, nếu chúng ta biết sử dụng bằng cái phần trí huệ đó trên trong cái nghiệp vụ của quý vị cũng như thế. Thành ra hôm nay người ta thường nói là mình sử dụng chất xám này, thì cái chất xám đó là cái tự phát triển của mỗi người chứ đâu phải gom góp từ người khác, phải không? Cũng như chất trắng thì nó cũng tự nó có chứ đâu phải người khác, nhưng mình biết sử dụng hay không, làm cho nó phát triển được hay không là tự chính mình. Thì cái trí huệ mà thầy muốn nói chỗ này là cái phần chất xám tự hữu, hay là cái chất trắng tự hữu để nó điều khiển cái hoạt động của chúng ta này, thì cái này nó không quan trọng hơn cái chất xám, phải không? Chất trắng yếu hơn mà nó cô động ở một phạm vi, còn chất xám chúng ta vô biên. Thì chất xám mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là cái phần này. Cho nên nếu ai muốn tu viên mãn được Bồ Tát hạnh, muốn thành tựu được đạo Bồ Đề, thì không thể bỏ qua lịch sử của Đức Phật để rồi suy tư về những cái hành động đó mà làm theo. Cũng như chúng ta không thể bỏ qua cái Bồ Tát hạnh. Bởi vì nếu không hành Bồ Tát hạnh được, không xả bỏ được từ cái vật chất của cái bên ngoài dễ mất, dễ hư, cho đến trong tâm thức khó mất khó hư, thì tất cả đều biết xả một cách trọn vẹn. Thì cái điều này nó mới dẫn tới cái Bồ Tát hạnh của chúng ta viên mãn được, và lúc đó mới là thành Phật.
mình viên mãn cái hạnh làm Bồ Tát của mình thì lúc đó đương nhiên mình sẽ thành Phật rồi. Vì biết cái cách hàng phục và chấn chỉnh được như thế nào là tốt đẹp, như thế nào là chưa được tốt đẹp, thì cái nào chưa chúng ta củng cố xây dựng thêm lên, là cái nào đạt rồi chúng ta phát triển lên, mà cái nào nó ngược chiều thì chúng ta cắt bỏ đi. Thì có nghĩa là xả sang tham, hay là xả cái mà ham muốn, cái dục vọng của chúng ta. Xin chúc bác sĩ cùng gia đình luôn luôn được thành tựu viên mãn trong cái sự việc tu hành hướng đạo của mình, để thành tựu một cái trí huệ tuyệt vời như Đức Phật đã dạy cho chúng ta. A Di Đà Phật. Capilla nghe trong màn sương hân hoan, nhạc trời vang chúc, nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni, trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu, bông mẹ hiền đang nâng niu, nhánh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyển, ngàn chim diêu diết anh dương bừng soi loan tin khắp nơi trần gian. Đức Thích Ca ra đời, Đức Thích Ca ra đời, đóa hoa ưu đàm khai ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo vàng. Vầng đông đang lên muôn dân thành ca la, nghe trong màn sương hân hoan nhạc trời vang chúc, nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni, trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu, bông mẹ hiền đang nâng niu, nhánh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyển, ngàn chim diêu diết anh dương bừng soi loan tin khắp nơi trần gian. Đức Thích Ca ra đời, Đức Thích Ca ra đời, đóa hoa ưu đàm khai ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo vàng.